Xin chào các bạn. I got challenge from anh Ryan Duy Hùng để hưởng ứng cái chiến dịch Ice Bucket Challenge. Và bây giờ Isaac sẽ thực hiện cái thử thách này. Và trước khi đổ cái xô nước này, nước đá này lên đầu thì Isaac xin được chỉ định 5 người sẽ tham gia cái chiến dịch này cùng với Isaac, cũng như là sẽ góp một chút số tiền nhỏ để vào cái quỹ của để hỗ trợ cho những người bị teo cơ. 5 người đó là: thứ nhất là ca sĩ Minh Thùy Idol, thứ hai là anh Vinh Bu Lu Nguyễn, thứ ba là Huy Ma, diễn viên Huy Ma, thứ tư là ca sĩ da màu David Simure, và thứ năm là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Ok, và bây giờ sẵn sàng. Bây giờ bắt đầu tiên. Đá đâu hết trơn rồi. Cảm giác đó là do mất. Yeah.